Chào cả nhà và admin xinh đẹp, mình là Uyên, 26 tuổi. Mình đang ở cái độ tuổi mà hầu như các cô gái sẽ vô cùng áp lực trong chuyện yêu đương chồng con. Xung quanh mình đứa bạn nào thì đã lấy chồng yên bề gia thức, hoặc có đứa còn sinh con đẻ cái rồi. Nếu đứa nào độc thân thì hẳn sẽ rất giàu tự mua nhà mua xe. Vậy nên khi chẳng có sự nghiệp hay tình yêu, người ta thường ao ước lấy một chỗ dựa thực vững chắc. Bản thân mình cũng như vậy, vì một chút kén chọn nên mình đã không hề gắn bó với một ai trước 24 tuổi. Mãi tới mình 25 tuổi, mình mới được gặp Minh, bạn trai hiện tại. Minh hơn mình 3 tuổi, anh trưởng thành và lớn hơn mình về mọi mặt. Thời gian đầu quen biết, cả hai chúng mình đều nghĩ là sẽ không gắn bó với người kia. Bởi mình sống rất lý trí cũng như anh trưởng thành có mọi thứ trong tay rồi. Trái lại, mình chỉ là một người hết sức bình thường, nhan sắc ưa nhìn hơn một chút. Còn về công việc khá là tệ, mình đã có khoảng thời gian đi làm, nghỉ việc ở nhiều công ty do chưa tìm được môi trường phù hợp. Thi thoảng mình có hỏi anh vài câu, chẳng hạn hình mẫu vợ mà anh hướng đến là gì? hoặc bố mẹ anh ấy có khó tính dục lấy vợ không? Xong Minh chẳng tiết lộ quá nhiều, anh cứ nói theo kiểu nước đôi làm mình thấy mơ hồ hoang mang. Từ khi quen Minh tới giờ, công việc của mình không tiến triển gì nhiều. Mình thấy như mất định hướng trong cuộc đời, thậm chí có nhiều ngày mình còn nghỉ ở nhà để tự suy nghĩ. Bù lại Minh trước quan tâm tới mình, những lần đi chơi, anh chẳng bao giờ để mình phải trả tiền có lẽ mình cũng biết công việc của mình thu nhập không cao anh muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho bạn gái nhưng cũng chính vì suy nghĩ này mà mình đã bẻ mặt trước các thành viên trong gia đình minh đó là tình huống mà cuộc đời này mình không thể nào quên được mọi chuyện bắt nguồn từ lúc mình chủ động nói chuyện nguyện vọng của mình tết vừa rồi mình qua nhà minh chơi tiện thể biếu chút quà tết anh ấy ngồi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý mình cứ tưởng minh hài lòng về mối quan hệ này cũng như muốn đẩy nhanh tiến độ thế mà minh không hề nói cho mình biết bố mẹ anh là người như thế nào anh chỉ nói ngắn gọn em cứ là con người thật không cần thảo vai khách sáo khó sao nói vậy trong buổi ra mắt ấy mình lựa chọn không tới ăn cơm dùng bữa vì sợ bản thân không đảm đang sẽ gây ra nhiều phiền toái Đồng thời mình cũng chuẩn bị quà mang tới biếu bố mẹ của người yêu. Mình với hai bác ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Trong đó còn có thêm em trai của Minh kém mình 2 tuổi nữa. Tới khi mẹ Minh hỏi mình làm nghề gì, mình cất lời đáp nhẹ nhàng. Dạ, cháu làm kế toán cho công ty nhỏ ạ, à. công việc cũng tạm ổn định. Vừa dứt câu, mình đã buông lời chăm chọc. Gớm, đi làm mà như ở nhà vậy, thu nhập đâu chẳng thấy, toàn là anh bao đãi con gì. Lập tức mình ngưỡng tới mức đỏ mặt, Khẩu khí của mình thì có vẻ đùa, nhưng nói thật mình không thích anh đùa như thế. Chẳng khác nào đang khinh thường mình và anh đang muốn hạ bệ mình trước bố mẹ anh. Thế này thì làm sao mẹ mình lại yên tâm và tin tưởng mình được? Chắc chắn các thành viên nhà anh sẽ nghĩ mình là loại con gái đào mỏ vì thấy mình vững vàng về tài chính nên mới đâm đầu yêu. Sau ngày ra mắt, mình thể hiện rõ sự bực tức với bạn trai mà anh cứ dững dưng, chẳng nhẽ mình bỏ anh luôn để tìm hạnh phúc mới. Chứ cứ dây dứt trong lòng mình không chịu được vì bị xúc phạm và coi thường như vậy. Mình tên Lan và tuấn yêu nhau đến nay được 3 năm, nhưng chưa lần nào mình về nhà anh chơi, phần vì nhà anh xa, phần vì công việc mình bận rộn không sắp xếp thời gian được. Chúng mình đã dự tính ra Tết sẽ làm đám cưới, người yêu mình muốn tới gia đình hai bên để thưa với bố mẹ nên anh đã dẫn mình về quê ăn Tết trước trước kết hôn mình cũng muốn xem nhà bạn trai thế nào bố mẹ chồng tương lai ra sao nên đã đồng ý về tuấn là con út ở trong gia đình trên anh còn có hai chị gái hai chị đều đã kết hôn nhà chồng ở ngay xóm bên khi biết em trai đưa bạn gái về ra mắt hai chị đã rất vui họ hứa là sẽ về nhà ăn cơm hôm đó nhưng hôm đầu tiên mình về nhà hai chị đã không tới được bố chồng tương lai của mình thấy vậy đã phàn nàn kiểu lũ vịt sợi vô dụng mặc cho người yêu của mình giải thích lý do các chị không về được mình đã rất bối rối trước lời nói của bố chồng tương lai Ngày hôm sau họ hàng mọi người kéo đến chơi rất đông, mọi người sang chúc Tết nhà người yêu mình nhưng cũng tiện để xem mắt nàng dâu tương lai của gia đình, khi mọi người ngồi uống trà nói chuyện xem tivi thì ở trong bếp mẹ chồng tương lai của mình một mình nấu ăn mình xin vào giúp thì bà lại đuổi ra bà bảo mình ngày đầu tới nhà coi như khách nên không phải nấu nướng gì hết vậy là một mình mẹ chồng mình lo liệu cả bàn thức ăn lớn cho cả chục người các món ăn lần lượt được đưa lên mọi người ai nấy đều khen mẹ chồng tương lai của mình nấu ăn ngon vậy mà bố tuấn lại nói vào bếp là việc của đàn bà có gì đâu mà khen mình lại sốc hai lần trước những lời nói của bố chồng tương lai hơn nữa mình cũng thấy rất khó chịu trước việc mọi người để một mình mẹ chồng tương lai của mình phải làm mọi thứ trong khi chẳng ai phụ cả điều này rất khác với gia đình mình. Ở nhà mình, những người đàn ông trong gia đình thường đứng ra làm chính. Nếu có khách tới chơi, còn các mẹ chỉ phụ thôi. Trong khi đó ở nhà Tuấn từ lúc họ hàng đến nhà ăn cơm, mẹ chồng luôn chân luôn tay hết pha trà, rửa hoa quả nấu nướng, tất cả đều là một tay bà làm, chồng và con trai không ai hỗ trợ. Mình thấy ái ngại cứ cứ ngồi chơi mà không vào giúp, liền hỏi người yêu muốn vào giúp chưa ngồi không ngại quá vậy mà bố quan nghe thấy liền nói với mình ở nhà này khách đến chơi thì cứ ngồi ăn thôi lần đầu đến nhà con là khách không cần giúp đâu sau về nhà này làm dâu nhiệm vụ đó là của con lúc đó con tha hồ trổ tài mọi người phá lên cười khi nghe bố chồng tương lai của mình nói mình thì chỉ biết im lặng tới khi mâm cơm dọn lên đầy đủ mẹ Tuấn vẫn chưa vào mà mọi người đã vui vẻ ăn uống rồi mình kéo bà vào ăn cùng thì mẹ Tuấn nhất quyết không lên cứ bảo là mọi người ăn trước bất giác mình bắt gặp ánh mắt khác lạ của bố chồng tương lai với mẹ chồng mình bữa ăn hôm đó mình thấy không vui chút nào nhiều lần mình muốn đứng dậy và sau bữa ăn hôm đấy mình thấy mẹ chồng tương lai ngồi ăn một mình ở trong bếp với những đồ thừa ở trên bàn mình đã rất sốc trước khung cảnh đó bất ngờ chồng bất ngờ khi mình nghe thấy bố chồng mình than thở khi hai chị gái của người yêu không về mình mới hiểu gia đình nhà người yêu trọng nam khinh nữ thế nào mình cảm thấy những người phụ nữ trong gia đình này không được tôn trọng nghĩ là ánh mắt của bố chồng tương lai mình lại càng sợ hơn qua ánh mắt ấy cùng với thái độ của ông mình thấy những người đàn ông trong nhà này thật sự gia trưởng họ coi việc nấu ăn ở nhà là công việc dĩ nhiên phải làm của người phụ nữ còn đàn ông trong nhà chẳng ai giúp sau những ngày về quê người yêu ngày tết bây giờ mình thật sự muốn đổi ý chuyện cưới xin thấy hình ảnh của mẹ chồng tương lai mình như thấy chính hình ảnh của mình sau kết hôn Bà dường như đã quá quen với cách sống này mà không một lời phản kháng khiến mình càng sợ hãi. Mình cần nghiêm túc nghĩ lại về việc kết hôn với Tuấn. Liệu anh sau này có giống bố anh không? Mình và Tuyết đã yêu nhau được 3 năm. Tuyết có vẻ ngoài thông minh, xinh đẹp và rất đổi dịu dàng. Trong mắt mình đó là người con gái mà mình luôn ao ước lấy làm vợ. Tuyết khéo léo làm mình luôn cảm thấy vui vẻ. Cuộc sống thi vị hơn rất nhiều. Em biết cách pha trò khiến người khác vui vẻ ngay cả khi họ có chuyện buồn nhất trước khi đến với tuyết mình từng yêu nhưng đó chỉ là những mối tình qua đường họ đến với mình một là vì mình giàu hai là vì mình đẹp trai lẻo mép khi yêu nhau thứ họ muốn là được mình vung tiền mua quà đắt tiền đưa đi ăn nhà hàng sang trọng để chụp ảnh khoe với bạn bè nhưng Tuyết thì khác. Tuyết chưa từng đòi hỏi mình tặng bất cứ món quà nào. Nếu mình vung tiền mua đồ cho em, em sẽ trách mình là không biết quý trọng đồng tiền bố mẹ làm ra. Vậy nên ngoài yêu, mình còn rất tôn trọng người con gái này. Rồi mình đưa Tuyết về ra mắt. Bố mẹ mình ban đầu không ưng em cho lắm vì nghĩ rằng em không môn đang hộ đối. Nhưng trước sự cương quyết cùng với lý lẽ thuyết phục của mình, bố mẹ cũng phải gật đầu đồng ý. Gia đình Tuyết cũng rất quý mình. Mình được bố mẹ em mời lại ăn cơm, coi như con cái trong nhà. Rồi tụi mình tính chuyện làm làm đám cưới, mọi việc đã sẵn sàng, khách sạn đã đặt, váy cưới cũng đã thuê, ảnh chụp rất nhiều. Nhưng trước ngày cưới một tháng, tự nhiên tuyết kêu buồn nôn, khó chịu trong người và kết quả kiểm tra thì tuyết có bầu. Sự xuất hiện của đứa trẻ trong bụng em thật sự khiến mình hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng mọi chuyện rơi vào ngõ cục khi mình đưa em đến gặp bác sĩ siêu âm cho chắc ăn. Em vào phòng khám, mình nói sang phòng bên đợi. Nhưng kỳ thực vì quá sốt sắng nên mình đứng ở cửa để nghe lén xem bác sĩ nói gì. Đúng là ông trời sắp đặt, mọi điều tuyết nói với bác sĩ mình đã nghe rõ mùng một khi bác sĩ siêu âm nói con mình đã được gần 6 tuần tay chân mình rung lên vì xúc động nhưng niềm vui ấy bỗng vụt tắt khi bác sĩ hỏi bạn gái mình đây là lần mang thai thứ mấy đã từng nạo hút thai chưa câu trả lời có phần ngập ngừng đã từng một lần ạ à? khiến mình gục ngã tuyết còn không quên thì thầm dặn bác sĩ đừng nói gì với mình vì đó là chuyện của riêng em em không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa thấy thái độ của Tuyết, bác sĩ hiểu và chỉ khuyên em không nên có lần tiếp theo vì dạ con khá mỏng. Trong đầu mình lúc đó quay cuồng với một ngàn câu hỏi trong đầu tại sao em lại lừa dối mình tại sao em lại nói mình là người đàn ông đầu tiên em yêu và qua lại chuyện em không còn trong trắng là do tai nạn thời đi học tất cả chuyện này là em nghĩ ra để lừa dối người yêu em chết mê chết mệt như mình sao tưởng rằng sau khi gặp tuyết mình có thể vui vẻ mà sống nhưng sự thật này làm mình lòng mình vỡ vụng nhìn người con gái lúc nào cũng nói chuyện đạo lý phải giữ mình mà mình bỗng trùng mình gây tởm ngày hôm nay em có thể lừa dối mình như vậy thì liệu rằng sau khi cưới về em có thật sự là người vợ thủy chung không trong đầu mình bỗng lóe lên suy nghĩ liệu có phải em cũng đến với mình vì tiền như bao cô gái khác liệu cái thai trong bụng có thật sự là của mình vậy thì đám cưới này có nên tổ chức không đây chị à chồng sắp cưới của chị là tên sở khanh mày là con nào mày biết anh ấy là chồng sắp cưới của tao không tôi bắt quả tang tại trận người yêu đang lôi lôi kéo kéo một người con gái khác Mặc kệ người yêu tôi hoảng hốt rồi cố gắng giải thích. Chỉ là bạn bình thường thôi. Tôi vẫn tin chắc là bọn họ đang gian díu với nhau sau lưng tôi. Đang định lao vào đánh ghen, thì cô bé ấy chỉ nhìn người yêu tôi đầy khinh bỉ rồi cười nhạt. Chị à, chồng sắp cưới của chị là kẻ sở khanh. Tôi chưng hững với câu nói ấy. Tôi đã để em ấy rời đi. Dù bạn trai liên tục thanh minh, nhưng tôi vẫn luôn bị câu nói của cô gái ấy ám ảnh. Tôi cố gắng tìm gặp em ấy một lần nữa và xin em ấy một cuộc hẹn. Không phải đánh ghen, mà là tâm sự giữa hai người con gái đều biết về một người đàn ông. Trước sự chân thành của tôi, em cũng đã mở lòng. Em nức nở kể về những điều tồi tệ và người yêu tôi đã làm với em. Em chỉ mới 18 tuổi, nhưng có ngoại hình xinh xắn nên được nhiều anh theo đuổi. Trong đó, con người yêu tôi. Lúc tán em, anh rất ngọt ngào và biết cách yêu chiều. Em thì chưa một lần yêu ai, nên lầm tưởng anh ta là người tốt. Sau mấy tháng anh tán em cũng đổ. Em cứ ngỡ mối tình đầu này sẽ đẹp như mơ, nhưng em đã lầm. Lúc mới yêu anh cũng công khai như bao người khác, cũng quan tâm em tỏ ra anh rất yêu em. Thế rồi yêu được 3 tháng, anh bắt đầu có những hành động quá giới hạn anh nài nỉ em dụ dỗ em ngủ với anh ta em luôn từ chối nhưng anh luôn tìm cách để em tin tưởng hứa sẽ cưới sẽ chịu trách nhiệm chỉ cần em trao cho anh thì anh sẽ không bao giờ bỏ em anh thề thuốc các kiểu vì thế mà em đã trung động thế là em đã đi qua giới hạn nào ngờ sau khi có được em anh ta bắt đầu lộ rõ bản chất thật sự anh không còn nhắn tin hay gọi để quan tâm em thậm chí em inbox còn không rép nói chuyện cọc lốc em nói gì cũng chửi quát lên điều tồi tệ hơn là mỗi lần gặp em anh ta trở nên mất kiểm soát luôn có hành động cưỡng bức em mà em không thể kháng cự em rất sợ không còn muốn gặp anh ta nữa khi em định nói ra lời chia tay thì em phát hiện em bị trễ kinh em sợ em có thai em nói với anh khốn nạn thật sự khi anh ta bảo có con thì bỏ đi anh không chịu trách nhiệm đâu chắc gì đó là con anh em tìm cách làm sảy thai đi hoặc là phá bỏ đi em làm gì thì tùy em anh không quan tâm em nghe xong như chết lặng anh ta đã lộ bản chất thật sáng hôm sau em tự đi mua que thử nhưng may mắn là không có thai vài ngày sau em cũng có kinh nguyệt trở lại Em thở phào nhẹ nhõm Còn anh ta cứ thế bỏ rơi em Chẳng mãi mãi quan tâm Thậm chí anh ta còn vui vẻ Đem chuyện của em đi kể với bạn bè Là đã thịt được em thì bỏ thôi Chứ có yêu éo gì đâu Vài ngày sau Anh ta công khai người yêu mới Và người yêu mới không ai khác Chính là tôi Em hỏi tôi Anh ta có đòi ngủ với chị không Tôi lắc đầu nói Chị không cho phép chuyện quan hệ trước hôn nhân em ạ à em nghe xong cười khổ, tự trách mình ngu ngốc. chắc vì chị không cho, anh ta không biết giải quyết nhu cầu ở đâu, nên mới tìm đến em. anh ta mặc dậy inbox cho em, rồi tìm gặp em, liên tục hỏi em còn yêu anh ta không, xin lỗi và cầu mong em tha thứ. rồi tiếp tục dụ dỗ em ngủ với anh ta. nhưng em làm sao có thể tha thứ và tiếp tục ngủ với một kẻ khốn nạn chỉ biết lợi dụng em như thế chứ? tôi nghe em kể hết và đọc cả tin nhắn mà chồng sắp cưới gửi cho em. Tôi thật sự rất sốc. Thì ra người mà tôi yêu thương lại khốn nạn như vậy. Tôi có nên rời xa anh không? Nhưng gia đình hai bên đều đã tính chuyện trăm năm, thiệp mời cũng đã gửi đi rồi. Tôi có nên tiếp tục không? Vì anh ta rất tốt với tôi, không đối xử với tôi như cách đối xử với em ấy. Nhưng câu nói của em ấy luôn ám ảnh tôi. Tại sao kẻ sở khanh như anh ấy lại có thể sống tốt mãi như vậy? Cho em hỏi ở đây có ai từng đi đánh ghen với mẹ không? Mong rằng sẽ chỉ có một cánh tay là em dơ lên thôi Cứ tưởng là sẽ hả hê Nhưng mà nó cũng đau xót lắm ạ Em bắt đầu câu chuyện luôn nha Bố em mất từ năm em 4 tuổi Từ lúc bố mất thì mẹ vất vả hơn Mẹ phải đi làm suốt để lo cho cuộc sống của hai mẹ con Khi em 16 tuổi Thấy mẹ vất vả quá Nên em cũng có bảo mẹ đi thêm bước nữa Để có người chăm sóc giúp đỡ mẹ phần nào Thế là mẹ cũng đồng ý chỉ sau vài tháng có rất nhiều người đến hỏi cưới mẹ em và mẹ không ưng ai ngoài một chú chú ấy tên là tuấn mẹ nhìn chú ấy trông cũng thấy khá là ổn và có vẻ chung thủy nên mẹ em đã ưng ngay lần gặp đầu tiên và họ nhanh chóng đi tới hôn nhân ở chung với nhau tầm một năm thì bỗng chú ấy có nhiều biểu hiện lạ đó là hay đi về khuya hay bấm điện thoại rồi cười tủm tỉm hay uống rượu say đến bét nhà mới về mẹ em thấy thế mới thuê người theo dõi chú ấy và phát hiện là chú có cặp bồ nhí bên ngoài. Con này trông cũng trẻ, chắc tầm 19-20. Mẹ em tìm được nick Facebook của con đấy để nói chuyện. Thì con tranh ấy vên váo bảo rằng, chị già không giữ được chồng nên là em giữ hộ chị thôi. Với lại giờ đàn ông, người ta thích những cái của ngon vật lạ thôi chị ơi. Mẹ đưa em đọc mà em sôi máu. Em lén lấy điện thoại của Dượng cài định vị để theo dõi bọn chim chuột kia hẹn nhau đi nhà nghỉ thì kêu mẹ em và hội bạn gì đi tẩn cho con tranh và ông già một trận. Xin lỗi mọi người, tới đoạn này máu quá, nên có gì thô tục mọi người bỏ qua nha. Rồi một hôm, định vị chỉ ông già và con tranh ấy ở ngay nhà nghỉ gần nhà. Đúng hôm đó, các bạn em qua nhà chơi, em đã tận dụng hết tất cả con bạn của em và nói sẽ đi đánh ghen cho mẹ. Chúng nó rất là nhiệt tình giúp đỡ chạy thẳng vào bếp, giả một tô muối ớt và mấy ca nước mắm, rồi ra chợ, mua phân heo về để đi chiến với con người dơ bẩn kia. Cùng lúc mẹ em về, em liền kéo tay mẹ lại và bảo, mẹ đi theo con, hôm nay con với mẹ phải đi tẩn cho hai con người kia biết thế nào là lễ hội. Nói rồi em, mẹ và đám bạn em đi tới nhà nghỉ đó. Đến quầy lễ tân, mẹ em đã đút lót cho nhân viên và có được số phòng. Khi đến trước cửa phòng, con bạn em đã dùng lực đạp bay cánh cửa, đạp vào mắt em và mẹ, là đôi gian phu gian phụ đang quấn lấy nhau ôm ấp lẫn nhau các thứ hai bọn họ vội vàng mặc quần áo thì em và bọn bạn em nhanh tay túm lấy con tiểu tam rồi đấm nó túi bụi mẹ thì lấy chày đập cơm cớp vào con tranh tiểu tam mấy cái xong quay qua tẩn trong già kiểu một trận em nhanh tay vớ lên bịch muối ớt đã làm sẵn và một ít phân heo chét hết lên con bồ còn cái bọc em nhét vô họng nó luôn cho nó hết vơm mồm nói mấy cái câu còn thối hơn cả phân phải công nhận đánh ghen mệt thiệt em phải kêu mẹ em qua đánh nó phụ em mẹ em lấy tông đơ ra cạo tới tóc vào đầu nó nó sợ quá quỳ lại van xin mẹ em trối rít xong trận mẹ và em cùng các bạn ra về rồi tắm gội sạch sẽ và đi ăn như chưa có gì xảy ra còn phần ông già và mẹ em thì sau đó đã ra tòa ly dị đó mọi người à tưởng đi thêm bước nữa là được yêu thêm lần nữa ai ngờ lại bị lừa dối như vậy còn phải mất sức đi đánh ghen các thứ nữa nhưng mà cũng đáng. Không thể để cho bọn tiểu tam và lũ đàn ông lăng nhăng lỏng hành được. Thương mẹ em lắm, nên mong các chị mà có ý định kết hôn, hãy tìm hiểu thật kỹ, không lấy phải thằng không ra gì, lại mệt các chị ạ. Em và người yêu mình vừa chia tay, với lý do là mình quá bận công việc, không có thời gian dành cho em. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lý do chia tay sai sai. Con gái ngộ nhỉ, Người yêu nhát làm lười biếng thì chê là không có chí tiến thủ Còn yêu người cố gắng làm việc để kiếm tiền thì lại chê vô tâm Mình và em yêu nhau hơn 6 năm rồi Lúc sinh viên thì đi học, ba mẹ cũng chu cấp cho kinh tế đầy đủ Thực sự cũng chẳng lo nghĩ gì nhiều Thời gian rảnh cũng nhiều, chỉ học và yêu em Mà học thì cũng học cùng em nốt Nên hầu như suốt ngày hai đứa cứ quấn lấy nhau Em ới là có mặt, em inbox là 3 giây sau rep luôn còn từ lúc ra trường ba mẹ hết chu cấp Phải tự bươn chải kiếm sống và tích lũy cưới vợ Mình muốn tập trung cho công việc Rồi phải chạy đích lai Làm một công việc chính không đủ chi tiêu Nên phải làm thêm hai ba cái freelancer nữa mới có dư Lúc nào cũng bị công việc quay cuồng Nhiều lúc người yêu nhắn tin xong mình xin Nhưng xếp réo ngay lúc ấy Mình lo xử lý công việc Nên quên bén đi Thành ra không chép lại Mà người yêu mình cũng buồn cười mình đi làm 9-10 giờ đêm mới về đến nhà Chỉ muốn ngủ luôn Vậy mà em cứ vòi vĩnh đi chơi với em Sức đâu mà chịu cho nổi Em lại rất hay giận dỗi Khiến mình điên cả đầu Nào là anh làm gì suốt 2-3 ngày mất tâm mất tích Em nhắn tin không trả lời Em gọi thì dập máy Anh có người khác đúng không Mình đã giải thích rất nhiều lần là trong suốt khoảng thời gian ấy Mình chỉ cắm đầu vào công việc Mà em cứ không tin Một hai nghi ngờ mình ngoại tình rồi nói mình thay đổi rồi không còn là mình của ngày xưa nữa lúc mới yêu thì rảnh như thằng vô công rỗi nghề lúc nào cũng bên cạnh yêu lâu rồi thì bận còn hơn giám đốc một phút trả lời tin nhắn cũng không có trời ạ à, sinh viên phải khác đi làm phải khác ai cũng phải trưởng thành chứ sao mà em vô lý vậy chẳng lẽ em muốn mình suốt ngày quấn quấn bên em rồi hai đứa cặp đất mà ăn hả ấy vậy mà sự cố gắng trong công việc của mình đổi lại bằng hai từ chia tay của em mình chia tay đi Em bệnh Em gọi cho anh cũng không được Anh không còn quan tâm em nữa Chắc là hết yêu rồi Mình chưng hững với lý do chia tay này Em lớn rồi Bệnh thì đến bệnh viện Chứ gọi cho mình làm gì Mãi em vẫn không chịu hiểu cho mình Mình cũng không muốn níu kéo Không muốn giải thích Vì mình chẳng làm gì sai Mình chỉ là lo cho sự nghiệp Để sau này cho em cuộc sống ấm êm hơn Mình ngao ngán bảo Tùy em Vài tháng sau em công khai người yêu mới cũng chẳng ai xa lạ là một người bạn cùng lớp đại học với bọn mình nghĩ lại có khi mình bị cấm sừng thằng bạn này hay bảo mình ông quan tâm người yêu một chút đi tôi thấy cô ấy buồn lắm đó rồi ông không chăm sóc được người yêu thì để cho tôi cậu ta còn bận rộn hơn mình gấp nhiều lần mỗi tháng đi công tác hết hai mươi ngày một ngày làm 12 hai tiếng nhưng cậu ta có bố mẹ giàu có sẵn ô tô nhà mặt phố nhìn lại mình vẫn còn đi xe máy tài khoản tiết kiệm chỉ vỏn vẹn năm trăm triệu Thế là rõ rồi Hám tiền cứ nói thẳng ra cho vuông Chứ còn gì văn vẽ trách móc Anh bận rộn anh không quan tâm em Hôm rồi lướt Facebook Còn thấy em đăng story khoe tin nhắn người yêu Nội dung là anh đi xin công tác Với khách hàng ba hôm Anh chuyển khoản cho em 3 triệu Em chủ bạn đi spa đi ăn uống nha Khi về anh sẽ mua quà cho em Giờ anh lên máy bay Đến nơi anh video call cho em nha Chướng mắt quá Mình vào rep story Chia tay thằng này để yêu thằng khác giàu hơn thì cứ nói thẳng ra Chứ ngại gì mà vòng vo Người yêu mới còn bận hơn người yêu cũ nhiều mà Một lúc sau em trép lại là Anh ấy cũng bận Nhưng mà biết trép tin nhắn Thông báo cho tôi là anh ấy đang làm gì Cũng sẽ tranh thủ gọi cho tôi trong một hai phút rảnh Chứ anh yêu đương kiểu gì mà mấy ngày không nhắn nổi một tin Được yêu người vừa giàu vừa quan tâm Thì tội gì mà phải yêu người vừa nghèo vừa vô tâm Đọc tin nhắn mà cây đúng là đồ đàn bà thực dụng